Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Nhập lậu hơn 8.000 sản phẩm thời trang để bán online. Xuất khẩu thủy sản tháng 10 tăng trưởng trên 10%. Nhiều hãng dược phẩm thế giới đưa nhau công bố điều chế thành công vaccine ngừa COVID-19. Quý vị, thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng lật tẩy kho hàng chứa gần 8.000 sản phẩm thời trang nhập lậu, giả mạo các thương hiệu nổi tiếng để bán qua sàn thương mại điện tử. Lãnh đạo từ Cục Quản lý Thị trường Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Hà Thu, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chủ kho hàng thời trang đóng tại khu đô thị Thành Gia, phường Cao Xuân, thành phố Hạ Long. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa gần 8.000 sản phẩm quần áo nhập lậu, giả mạo các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Nike, Adidas, Chanel. Chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Theo tìm hiểu, kho hàng với hàng nghìn sản phẩm thời trang này được chủ cơ sở kinh doanh chủ yếu qua nền tảng thương mại điện tử. Hàng ngày, các đơn hàng được nhân viên của cơ sở chốt qua các trang thương mại điện tử, sau đó di chuyển về kho để đóng hàng và sử dụng dịch vụ vận chuyển nhanh để phân phối. Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ kho hàng với tổng số tiền phạt và trị giá hàng hóa hơn 300 triệu đồng. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu trong tháng 10 tiếp tục đã tăng trưởng trên 10% với khoảng 923 triệu USD, đưa tổng xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm lên gần 7 tỷ USD, giảm nhẹ gần 2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng 10, xuất khẩu tôm tiếp tục đã tăng trưởng tốt từ những tháng trước với mức tăng trên 21%, đạt gần 419 triệu USD, đưa tổng xuất khẩu 10 tháng lên 3,1 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ. Tôm chân trắng đông lạnh được gia tăng xuất khẩu trên các thị trường Mỹ, EU phục vụ cho kênh bán lẻ. Cũng trong tháng 10, xuất khẩu hải sản đạt gần 330 triệu USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Trong đó chỉ có cá ngừ vẫn giảm 5,4%, còn các mặt hàng khác vẫn tăng, mực bạch tuộc tăng 15%, cua ghẹ tăng 24% và nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng 10%. Tổng xuất khẩu hải sản tính đến cuối tháng 10 năm 2020 đạt 2,62 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, thì ngành xuất khẩu đang dần thích nghi với bối cảnh dịch Covid và biến thách thức thành cơ hội khi nhu cầu thủy sản nói chung giảm, nhưng lại tăng nhu cầu với một số phân khúc sản phẩm như tôm chân trắng, cá khô, mực khô, thủy sản chế biến sẵn và cá hộp. Thưa quý vị, đến nay đã có 47 ứng viên vaccine ngừa COVID-19 đang được thử nghiệm lâm sàng. Nga khẳng định vaccine Sputnik V có hiệu quả tới 92% là công bố mới đưa ra vào ngày 12 tháng 11. Vaccine Sputnik V của Nga có hiệu quả tới 92% trong việc bảo vệ con người khỏi lây nhiễm dịch COVID-19 là khẳng định được quỹ đầu tư Nga dựa trên kết quả thử nghiệm của 16.000 người đã tiêm 2 mũi vaccine. Như vậy, mức độ hiệu quả của Sputnik V theo phía Nga công bố cao hơn mức hiệu quả 90% từ vaccine của hãng Pfizer và BioNTech phối hợp phát triển. Nga đã đăng ký Sputnik V vào tháng 8 và là quốc gia đầu tiên tuyên bố phát triển thành công vaccine ngừa COVID-19. Với thành công này, Nga dự định sẽ tiến hành chiến dịch tiêm chủng loại vaccine này trên quy mô lớn trong những tuần tới. Trong lúc này, hơn 180 nước đã cam kết sẽ tham gia sáng kiến đảm bảo tài chính để cung cấp vaccine công bằng cho cả nước giàu lẫn nước nghèo. Sáng kiến này do Tổ chức Y tế Thế giới điều hành. Những
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp mời quý vị gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-3574-7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!